đâu đó gặp, gặp các bạn hè. Nhớ quá. Cô Khải Châu đến này, cô Khải Châu. Ama bây giờ ông cái phép phun xịt rồi. Dạ, ông làm đi làm hết rồi. Selepasito. Ok. Nấu quả rồi đúng không? Hôm nay làm bộ kế. Mấy ngày nay làm mệt quá, nhiều màu nhưng mà làm mệt quá không lai được, không có thời gian mà lại. Hôm nay rảnh. Đến giờ này mình lại lai cho mọi người xem. Bộ này là bộ con thỏ ấy. Mua thỏ đẻ trứng. Các bạn muốn làm màu lên đẹp kiểu như kiểu màu ngọc á, là thua nhưng mà như kiểu ngọc á, là các bạn phải quẹt lợp này lên này chẳng mấy chịch, xong rồi là đắp cái hông lên để lên màu thật là mê ly. Hello hello, tưởng là hôm nay mọi người đông khách chứ. Bạn thấy mình đắp cục kế xong luôn không? Mày liêu. Đúng đấy. Ăn tết kỳ quá. Đúng rồi, chẳng mấy chị. Sau đó là đắp cái hông lên. Là cái bộ mỏng ăn đẹp hi.
giống cái mỏng, cái thịt đấy là cái thịt nhon mà các bạn hệt biết hệt thịt không? Đó, mình đắp một phát nha. À, mê ly luôn không? Sẵn luôn. Nóng thì mình nôi chưa? Các bạn nhìn này, cái mỏng của mình mới đặt xong này. Đâu, không cần phải bao luôn, sẵn luôn, nạ thua xong luôn. Thấy chưa? Mấy con ly không? Phạt một ăn luôn, uống đấy. Số 2. Nó trái kia sẽ cuốn đơn xú rích. Uống nọc mà xú rích, nọc mà, ok. Quan trọng là khi đập kế này, quan trọng nhất là cái nước đầu tiên là mình quẹt ra mình miệt cái tính cực kỳ. Còn sau đó thì mà các bạn đừng có miết, đừng có ui, gọi là đừng có miết kế nữa. Thế tối đi hết, khi mình đắp nó không được miết. Nhớ. Các bạn thấy mình đắp củ kế này. Thấy không? Sạch chính mà ok luôn. Nhìn. Đắp phật 1. Vậy cái máy đấy cho anh đọc cái gì mà gì? Mở cái máy ra anh đọc cái. Thấy không? Đập cây mà đập xong luôn. Bạn hãy định nhận đâu? Kịch bản khi nào? Bạn nói đi. Ủa trời, chưa nói mọi bữa mà. Định nhận luôn, cảnh lề. Đấy. Ok, thank you. Đừng có mở chuông, tập chuông. Đó. Ồ, phải gọi nạp con người chém. Thầy bản thân tôi buồn quá. Sao mà lại buồn? Mình phải tự tin với bản thân chứ. Và giống khi đắp kê này, không cái kết của Linh. Chủ giờ này khách cũng bình thường thôi, cũng dịch chứ dư mô hồng rưỡi. Làm rầy rài tư sản ăn đấy tội. Mình phải chăm luyện, đây này, cái cục kế cũng mình cũng cần phải đắp nhanh nhưng mà từ từ cũng được. Nhưng mà tài đáng nó chảy là bởi vì mình đắp nhọn cái cục kế là nó chảy. Chứ các bạn mà kể cả các bạn đắp nhanh nhưng mà cái cục kế mà đã tan riêng mà đã tan là kiểu gì không tan. Anh chỉ cần dính giá một cái là tan luôn. Những cái cục kế này là giữa. Ở đâu vậy? Ở bên Đức. Mình những ở bên Đức. Các bạn thấy mình đắp cục kế là xong luôn, phải không? Cái kế này riêng mà hẳn mà đã dính giá là kiểu như hẳn mùi tan. Dính giá phạt lăn tan liền. Cho nên là khi mình đập là mình giữ mà lắng mà đừng có trón. Đừng có trón dính giá, trón cỡ một chập chỉnh cho lăn tan xong là vừa. Anh nhá, anh làm gì trả lời anh rồi kìa. Có bạn đấy, bạn hỏi là anh làm ở đâu, lưng có cạo hay không. Còn anh khó trả lời hả? Quả gì chắc không hỏi đến chúng ta kìa bạn ạ. Bạn đã ở đâu thì hỏi đến chúng ta rồi đó nhá. Mình tìm đấy.
Mình làm không có lương mà mình đi giúp mà. Lemon, trời xinh ngại thế. Tắc kê. Các bạn nhìn con cải này. Nhìn con cải nha. Làm về lại cục kế cho to nhé, mà phải dồn cục kế. Các bạn thấy không, cục kế của mình khi nào hàng năm đâu cái mùi chuỗi á. Ở trên mùi này là các bạn đừng có nhúi, mà chỉ cần rung rung lên từ nó chảy vào. Cái này đó, để cục kế nhỏ nhỏ mà cao cao đó. Rung nhẹ. Rung khi mà mình tròn cái chân thì cái này lôi ra, rung. À. Thế cả mình xúc ngựa lô ghế lên đây hay nó không chạy. Cái đập kế này là cái kế của mình là khi nào hoa nồng Việt Nam vào đầu mùi. À, mình đập cái ngon cải thật to rồi mà không thể chạy nè, mà đẹp luôn phải không? Xuống. Em nó là lemon nó ở đâu đấy? Lên anh trả hết rồi. Như này các bạn nhìn này. Ok chưa? Thấy chưa này? Nhìn này giờ lên một chốn cao được, bắt đầu nhảy này, đúng này. Cho qua bên góc này, sau đó lại qua bên góc này, thấy chưa? Khi là đều góc rồi thì khi nào mình kéo từ từ. Cho mình nên nhớ là cái kế này các bạn đừng có ủi nhé, các bạn mà càng ủi là càng bong bóng, hiểu không? Nhẹ nhàng và kéo xuống, thấy chưa? Này, đáp phản là ok luôn, thấy không này? Thấy không? Không tàn, sạch nhì, sóng luôn. Và đẹp hơn đa số người mới học đó, thấy không? Gì đó? Chú ơi rung cục kéo như kiểu bọc vù vơ chú anh. Cái chuẩn không chạm. Không phải đâu, heo mập ạ. À. Kế ở đâu cũng thế, kế ở đây cũng loạn mà. Anh chạy là anh chạy à? Ở đây nhiều người đắp phân đồng chạy. Cả tỷ người đắp phân chạy. Chỉ hơi vô đem khách nỏng tay hà bạn. À, tuy cái cải này là tùy đứa, cái nóng tay không là tùy đứa, lên 300 mấy. Cái nóng hay không là tùy, giống về mình rửa tay với người này. Heo mập, hello. Đúng rồi, ai biết đi. Tất nhiên là nói chung là đừng có nói anh mà này cái ống nỏng là cái nó sai đấy. Cái trời hay cái gì hay nóng hết. Nhưng mà gió tùy tay thôi, chứ có gì làm mất ngủ đi. Héo mập đó người Việt Nam à? Này, đây cái đoàn này đoàn quan trọng này nhá. Đoàn bốc phóng này. Riêng bao phóng cây các bạn đừng có bật sổ to quá. Mà bao phóng này này là đừng có nhủi cháy, thấy không ạ? Cái mùi là phải để năm, tức nghĩa là cái đít mình chạm, cái đít mình chạm kế thì cái đuôi nó phải chạm kế chứ đừng có nóng đít, kiểu là đừng có nóng đít. Nhìn thấy anh mình nằm cái bao phóng chưa? Nhẹ nhàng thôi, mình cũng đừng có lật đật. Cái mỏng dai mà riêng mà bao mà tật một phản ta hỏng. Này nhìn này, nhìn ngắn nha, nhìn này. Thấy chưa? Mình nằm này. Nhưng mà cái bao là nhớ nhìn cái lưng ấy, để cho thẳng, cái lưng lên về thẳng này.
À, bạn nhìn thẳng thẳng không? À, là những cái thước á. Chứ riêng mà kiểu nóng bịt mà cứ đâu riêng mà bao mà cứ mùi cháy chân là chết, là cái mỏng kiểu chứ nó bị cục mà cái lưng nó thẳng. Thì năm tất nhiên là phải kíp, hiểu không ạ? Cái mùi đâu nếu mà ăn chạm vào cái bột đó, thì cái bịt nó không phải chạm vào cái bột á. Ngân miếng chỉ thực tế nóng có khái ra. Các bạn nhìn thấy này, cái lưng này nghiêng, mình nghiêng là phải cái lưng chứ, ăn về thẳng như cái thước của nó này chứ. Mình đắp những cái ngón dài, nhưng mà mình đắp có một cục mà phật một hẳn luôn. Các bạn mà bao chưa quen là bật sổ nhỏ thôi. Khi mình làm mới học làm á, tốt nhất là làm mỏng ngắn ngắn á cả đà. Sau khi quen tay rồi khi nữa làm mông dai thì nó dễ. Nên em thách lai dai rồi cho không đông ngày mai lai gì. Ngày mai của anh vừa nắm. Kéo mập quê ở đâu nhỉ? Not in lumber nhé, yeah? Hello, not in lumber. Lại Hà Tĩnh nhỉ? Hà Tĩnh thì em mình phải lo quay lần sớm này. Này rùa này, nhìn rò này. Trước cái rùa là mình tách hai cái khỏe ra nhá. Bắt đầu là đặt dưới cái khỏe rùa thằng. Các bạn thấy thịt chứ? Này đặt dưới cái khỏe này. Đó, dưới này thằng hết rồi, dưới này thịt thôi thằng thôi á, đi dừng dây. Nghe chưa? Bên này nữa thằng nó đi dừng dây. Khi mà dừng cái mẹ bên lên thằng thôi á thì bắt đầu ốm hơn vào này. Ốm hơn vào này. Chân trượt này thì mình vừa từ từ thôi, vừa để lấy hai góc hai bên để con vuông, thấy không? Đấy, các bạn thấy chưa? Tự nhiên là có một stopper đẹp. Thấy không? Ok chưa? Mình vô hai cái hồng hai bên này mà to đúng không? Thẳng lại ổn hơn vào. Mày cứ nắm tầm cầm điện trực tiếp. Cái loài mà 520 oi ấy, nên bản ở trên màng là 520 oi. Giờ nắm màu đen. Các bạn thấy miệp dễ thẳng không? Đây này. Đấy, bỏ cái mình bỏ cái rùa vào mà phải thẳng cơ.
Ừ. Nói chung là ba mặt là phải đều về thật, cái rùa phải thẳng hết, không được hở. Nói chung là bỏ vào là phải kín như lô đít. Lô trần bạt hình nha. Sáng giờ nó không có khách à? Rìu mắt à. Hay là anh lại hai mẹ một mày gọi nói chuyện với em đấy, còn một mày anh live stream. Người yếu ốm, người yếu chém điện thoại chứ đây. Rìu mắt lên, rìu mắt như thế nào bảo? Đi mố. Con thằng còn lại bị ngạo mẹ. Giờ nào? Mái xong rồi chủng phát thuật chứ chủng gì? Hả? Chuyện với Nguyên muốn biến thành đấy. Hột bạc đầu nắm ta đừng bàn chân nặng về tình trạng hôn nhân ấy. Ok, để tổ với anh tâm sự. Trời, vừa nói vừa sống đúng không ạ? Ok, Alex Lab. Rồi, đến nơi cái đoàn nước này, lấy nước, lấy phóm này. Lấy phóm này nhẹ nhàng này. Lấy găm này. Thấy chưa? Nhẹ tay, ôm tròn, tức nghe lên. Mình mang phông kế và phông bột, nó hai cái nó sạch hoàn toàn. Phông kế là mình ốm, còn phông bột là mình mang bẹp để về. Bao cho cái màu lá cho con. Thank you nha. Thank you Lemon nha. Ở đây có người người yêu chứ kìa. Chứ có ai còn người yêu đấy, có mày anh thờ ở đấy toàn là độc thân kìa.
cào to đẹp trai. Nói chung ở trong trong tiệm này là chỉ có mình là lùn vừa xấu thôi. Alo, alo. Như con này cho em lùn em xấu, ai có cấu em không? Đấy, xong nha. Tại sao lại không lên tiếng nhỉ, héo mập nhỉ? Đúng rồi, bữa nay trên cái lái tim anh không xính gãi được áo. Khách anh bữa nay bình thường này em ạ. Được bữa đầu chứ. Có thu đường chứ để anh này. À ừ, có thu đường. Máy nó không đỉnh, nó đỉnh không đéo làm được. Không có một con bài dân đền như thế kia. Phương làm không? Hả? Phương làm không? Thì có ứng làm không á? Thank you nha. Nguyễn Ngọc bên Mỹ nha. Làm màu về con thỏ về gì đã biết. Ố ố vùng vuông với 3D 3 đủng gì đã biết. Lemon lại khén lại phần mùi lại tủ nên lại làm lấu chứ. Thầy cả chính là cấu dơ đấy. Anh mà mình mà hạt thì chắc là sẽ cho đấy anh bòn đi hết. Anh tưởng là bò rỗng. Mà nói lại cho anh Phẩm á. Ok, ngồi chờ đi. Lâu lắm, còn lâu mới xong. Ngủ rồi à, xính gãi rồi vậy. Tuy hứng, nếu mà có gái đẹp thì làm lâu để mà nói chuyện. Không. Ngon này mà có không có gái đi rồi là làm cho nhanh nhanh con về. Thì có gái xính như em nói chuyện thì anh làm lâu lắm. Cỡ lề.
đó. Rồi cho heo, heo mập ăn gì mà chính nhé. Con nó gải chính, gải xính nó đồng đính vào cải đẹp. Bữa nay like kiếm mình ít nghe chém này. Cái này lên 370 hả? 370 thôi. Rồi về bữa nay anh mong đóng cái mắt làm. Nói thì là đi giải về. Về con thỏ ấy, về ô ô vuông vuông chéo chéo dưới đây các bạn ạ. Nắm thẳng lại chứ nuôi chuyện với các bạn hay hay như bộ phóng đẹp lắm. Chia sẻ nó một cái tụt tụt đấy con nhé. Ok super. Hay chứ, ngày đầu tiên anh làm đến nơi không cho đếm. Chúng mà dư mới dư mà kéo muộn à. Con mắm tiền nữa. Cho em vài trường cơ bản. Ok. Ok, heo mập, heo xinh. Ngủ mình chim không? Ngủ nó sảng mái là dày mất công. Ngủ với tuổi mở anh là chui vào giờ đó. Đi đi tới. Tai nè. Thế anh em có đứa mấy cái khay đá này để nó tiềm anh mình chỉ đông em. Yên tâm đi. Nói chung cái nghề này đấy thì làm bây giờ nhắm mắt không làm được, nhưng mà nhìn gãi mà nhắm mắt đóng nhìn được. Ấy mà cần nhìn nhìn gãi thì anh nhìn được, chứ mà lâm mỏng cũng cần nhìn anh không làm được. Ai? Hello. Tôi thêm mình nữa. Cũng được phải không mình nốt. Bắt bít tôi mát thân. Hello. Ok. Sao tôi pha bờ ăn nhé. Em ăn đừng được.
này mày đỡ luôn này. Alo cô Bi Tân nha. Alo Tum Tum. Ban cứ nhảm vậy đấy ông, bật chạy tổ nhỏ đó nè, nhưng mà chạy tổ to quá, chạy tổ to quá là nhảm ăn nhảy. Alo cô Bi Tân nha. Nhìn form này, em mỏng ấy. Mệt luôn hả? Nguyên không anh, ok. Không đẹp thì đừng có thất vọng nha. Mọi người hỏng kết quả mà không đẹp thì đừng có thất vọng nhé. Uy tín luôn à. Người thật chứ này, giờ mà làm ông tình già chết giờ ấy. Ừ, phải có chàng quá. Bạn có bạn nào đã biết.
đầu mùa dịch mới chưa bảo đi làm tây giả đấy, không phải ăn cám. Cho lắng ăn đi cái mặt kia, một phên dài quá đó. Ôi trời, cái chứ chìm đấy ạ. Tản đâu mà tán, nếu mà có tản thì anh không tản, em không tản ai đâu, yên tâm. Mi thì mắm không có dầu vân rắn đấy, biết dầu vân rắn là gì chứ. Cái chứ chìm nào không? Dạ, yên lắm rồi, nó đau mình nhé. Thôi, thôi làm. Hai cái cho néo 30 đang nhỏ. Nó là 10 đúng không? Này 50. Alo bình cuốn. Trời, tìm nhiều quá. Thank you, thank you.